102天 Ngày 102 Vậy bạn có dự định ở Việt Nam phát triển hay không? Hãy nghe và nhắc lại. 那你打不打算在越南发展? Nà Nì Tả Bù Tả Soạn Zài Yue Nán Phá Trản Nà ní tả bù tả soạn zài yue nán phá trản. Nà ní tả bù tả soạn zài yue nán phá trản. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Sau này còn nhờ bạn giúp đỡ nhiều. 以后还请你多多帮助. Được, quyết định như vậy đi. 好, 一言为定. Học ở trường đại học nào? 在哪所大学读书? Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, 原来是这样. Nhận được rồi, với nghĩa nhận được điện thoại. 接到了. Mình cảm thấy nên dùng. 我觉得应该用. Nhận được lời mời kết bạn chưa? 收到好友申请了没有? Lần sau đổi mình mời bạn. 下次换我请你. Chưa từng uống qua đồ uống ở chỗ này. 没喝过这里的饮品. Giá cả lại rất hợp lý. 价格又很合理. Mời từ từ dùng. 请慢用. Có cần ăn đồ ngọt không? 要不要吃甜品? Buổi sáng đi. 上午去. Là làm cái gì vậy? 是做什么的? Phát triển tốt lắm đấy. 发展得蛮好的. Có dự định phát triển ở Việt Nam hay không? 打不打算在越南发展?